Theo Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng của Hàn Quốc, riêng trong tháng 4, lượng giao dịch bán lẻ đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Anh Kang Jong Chan sống ở Seoul và hiện đang làm việc tại nhà. Hàng ngày anh dành hàng giờ đồng hồ để nói chuyện trực tuyến với khách hàng. Để thuận tiện cho công việc, anh mua một chiếc bàn điện có thể điều chỉnh độ cao. Chúng tôi không biết khi nào thì dịch bệnh sẽ chấm dứt, nên tôi sẽ tiếp tục làm việc ở nhà. Tôi cần một môi trường thoải mái. Sau khi bàn bạc với gia đình, tôi quyết định mua chiếc bàn này. Công nghiệp gia dụng cũng đạt doanh thu cao kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Từ tháng 1 đến tháng 5, doanh thu từ mặt hàng máy giờ bát đã tăng 516% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, dụng cụ làm bánh quế và máy pha cà phê cũng là những mặt hàng tiêu thụ thuộc tốt đầu, rất được ưa chuộng. Chúng tôi không thể đi đâu, chỉ ở nhà vì dịch Covid-19, nên tôi muốn tự mình làm thứ gì đó ở nhà. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng, nhiều công ty còn cung cấp thêm những dịch vụ và ưu đãi đặc biệt.